Hello, xin chào mừng mọi người đến với channel mình. Vậy là mình là ai? Mình là Ngọc Biết TV chứ ai? Thì hôm nay Ngọc đã quay trở lại rồi nè, để làm thêm một video cho mọi người cùng xem. Và ngày hôm nay thì theo yêu cầu của rất là nhiều bạn, thì Ngọc sẽ vẽ hai nhân vật mấu chốt ở trong một bộ phim có tên là Fairy Tail. Hay còn gọi là Hỏi Pháp Sư Fairy Tail đó mọi người. Đó. Và trước khi bắt đầu video này, nếu mọi người quảng cáo từ 5 đến 15 giây thì nhớ xuống quảng cáo cho Ngọc để ủng hộ cho Ngọc thêm động lực làm thêm nhiều video hay cho mọi người cùng xem nha. Còn bây giờ thì không chần chừ nữa, hãy bắt đầu ngay và luôn vào cái công cuộc vẽ hai nhân vật này nào. Let's go. Ok mọi người, hai nhân vật ngày hôm nay Ngọc sẽ vẽ đó chính là Lucy và Natsu cùng với Happy mọi người. Đó. Các bạn nào mà đã từng một thời là fan cứng của bộ anime này chưa? Đó. Ngọc rất là thích cái bộ này luôn. Đó. Xem. Cỡ như vậy là mình phải khoảng trên đây đi mọi người hả? Đầu tiên là Ngỗng sẽ phát thảo cái gương mặt của Lucy trước, bởi vì Ngỗng thì Ngỗng vẽ nữ giỏi hơn, cho nên là Ngỗng nghĩ là Ngỗng sẽ vẽ Lucy trước, sau đó mới vẽ Natsu mọi người. Đầu tiên mình sẽ vẽ cái dáng trước nè mọi người. Rồi. Mọi người đợi Ngọc một tí nha. Rồi, cái phần toái ở đây thì Ngọc cho hơi dai, Ngọc sẽ bói và Ngọc sẽ làm loạn nha mọi người nhỏ. Kiểu như Ngỗng cũng ngày xưa mọi người, Ngỗng thì cũng rất là hay vẽ những cái nhân vật này, nhất là về Lucy là Eiza mọi người. Còn những cái nhân vật như là Natsu thì Ngỗng vẽ như quái thai vậy đó. Đó, cho nên là Ngỗng đã kiểu như là một thời gian rồi Ngỗng không có vẽ về những cái nhân vật nam ở trong Fairy Tail nữa, mà toàn là những nhân vật nữ thôi. Ngày xưa trước khi làm video cho mọi người xem, trước khi lập kênh Ngỗng Biết TV thì Ngỗng đã từng vẽ rất là nhiều về Lucy mọi người. Tiếp theo là phần tay, cái phần mà Ngỗng dở nhất. Ngỗng rất là yếu về cái phần tay mọi người. Mọi người cũng biết rồi ha, Fairy Tail thì chúng ta sẽ có rất là nhiều ngực. Nên cho nên là Ngỗng sẽ vẽ cái ngực kiểu như là kích thước nó sẽ to hơn mọi thường mà không dễ. Ngoài đời không thấy không sửa lại góc này. Cái này là đầu tiên là Ngỗng sẽ phát thảo cái thân hình trước nha mọi người nha. Rồi mình đồ đạc gì đồng hồ mình vẽ sao à. Đó. Ok. Rồi bây giờ
giờ thì Ngỗng sẽ bắt đầu kiểu như là mới vẽ quần éo rồi nè, các kiểu rồi mọi người. Đó, đầu tiên thì Ngỗng sẽ vẽ phần váy trước. Nó có vẻ không được cân đối lắm à. Ở đây là một cái túi để đựng những cái chìa khóa chứa các cung hoàng đạo mọi người ạ. Đây là phần váy, nó chẻ ra ở một phía nè. À, rồi bây giờ thì Ngọc mới bắt đầu vẽ cái phần quần áo. Thì đây, trong tất cả các bộ đồ của Lucy từ thời đó tới giờ thì Ngọc thích nhất là bộ này mọi người. Bởi vì nhìn nó đẹp. Rồi, tiếp theo là đến cái phần tóc. Tóc cũng là một phần khá là quan trọng á. À, cũng đã lâu lắm rồi Ngỗng cũng chưa coi lại Fairy Tail kể từ khi mà cái phần 3 nó kết thúc mọi người. Đó. Ngày xưa thì còn coi trên HTV3 đó. Đó, chứ không có coi trên điện thoại. Ok mọi người, thì Ngẫm vừa đổi góc camera cho mọi người nhìn dễ hơn nha. Cái tóc ở cái phần mà buộc hai bên của Lucy rất là ngắn mọi người. Cái phần này như cũng ngắn luôn á, không cho hơi dài quá. Rồi tiếp theo là đến cái phần áo khoác ở bên ngoài nè. Vì đây là một bộ đồ Ngỗng khá là thích nên cho nên là Ngỗng vẫn nhớ cái hình dáng của bộ đồ này. À.
Rồi tiếp theo là đến cái phần nói sao ta, cái này gọi là cái phần gì ta, cái phần kiểu như là cái tay áo đó à. Rồi, đã, sau khi xong Lucy thì Ngỗng sẽ đến với Natsu. Đã. Ok. Thì Ngỗng suy nghĩ ngẫm nghĩ nè mọi người. Thì Ngỗng sẽ vẽ cái dáng người trước nè. À. Hai người này thì kiểu như là quàng tay qua nhau mọi người à. Phía theo đó với Ngỗng là một cái gì đó mà cái huyền thoại rất là hay mọi người. Nhưng mà có một điều là Ngỗng hơi tiếc ở trong cái bộ này, và Ngỗng cũng rất là tức ở trong cái bộ này luôn. Đó chính là hết phim rồi, Natsu với Lucy vẫn chưa đến với nhau. Làm Ngỗng rất là buồn à. Kiểu như là hai người này thân gì mà sao chưa đến, mọi người hiểu không à. Cho ai mọi người, nó tay phải cơ, nó cơ bắp lên một tí đó, chứ không có cho nó vậy như sao ta, nó mỉm miều giống con gái mọi người đó. À. Con nhớ hồi rồi con nói xưa là nó như vậy, nó trẻ như vậy. Hả? Rồi, bây giờ thì Ngọc sẽ làm đến cái quần nhéo của nó xưa nè. Đây là một cái khăn choàng mà hình như lên tập nào mọi người cũng thấy đúng không nè. Của ít nêu cho Natsu nè mọi người nè, cho nên lúc nào á mọi người cũng thấy là Natsu cũng giữ lấy đúng không nè. Lý do vì sao mà Ngỗng chọn cái bộ đồ này, bởi vì là Ngỗng không có giỏi vẽ muối cái kiểu mọi người mà à, cái bộ đồ ở phần 1 thì mọi người cũng thấy là Natsu mặc một cái bộ đồ hở nguyên một cái lô muối. Thì làm sao mà Ngỗng vẽ được đó, nên cho nên là Ngỗng hở hơn Ngỗng chọn bộ nào mà nó không có lộ. Rồi, tới tóc rồi mọi người. Tóc là nó rất thì thôi Ngỗng nó kêu mọi người, Ngỗng đang quay bằng điện thoại nha. À. Tóc một cái phần mà đối với Ngỗng nó rất là nguy hiểm mọi người. À. Cái tóc là gốc con người, cái tóc mà nó xấu thì cái người nó cũng không có đẹp nổi mọi người. À. Hả?
chưa xong chưa xong, trời ơi chưa xong. Sao giống Son Goku quá ta? Đó. Ủa tẩy nó mất tiêu rồi. Đây. Bỏ hết. Ok mọi người, tóc của Natsu thì Ngỗng cần phải tĩnh tâm nên cho nên là Ngỗng sẽ cắt cái phần mà Ngỗng vẽ tóc của Natsu ra nha. Ok mọi người, sau khi đã vẽ xong tóc rồi thì Ngỗng phát thảo sương sương thôi, hồi nãy Ngỗng dùng bút lên Ngỗng làm bài sau. Đó, thì bây giờ thì Ngỗng sẽ bắt đầu là chừa ra một khoảng cách siêu to khổng lồ ở đây. Đây Ngỗng vẽ happy mọi người nè. Đâu happy dài lắm. Đó. Cái tay đi, phải khảo sinh thương thôi. Đó. Cái đuôi nè. Cái nơ. Rồi. Con mắt. Đó. Đó. Thì ok, sau khi đó xong được cái phần này rồi thì Ngọc sẽ bắt đầu like cũng như là tô màu cho bức tranh này nha. Ok mọi người, sau khi đã like xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tô màu nha. Tăng 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 thì ok, thì đây chính là bức tranh của chúng ta sau khi được hoàn thành. Đó, thì mọi người thấy có đẹp không? Nhớ bình luận phía bên dưới cho Ngọc biết nha. Đó, chứ Ngọc thấy là tim tuyến tà le học me luôn rồi đó. Đó, thì bây giờ thì mọi người hãy cùng ngắm lại bức tranh này nè. Và nếu ngắm xong rồi thì mọi người nhớ hãy để lại cho Ngọc một like, một share, một đăng ký. Cũng đừng quên xem hết bản cáo cho Ngọc để ủng hộ cho Ngọc có thêm động lực làm thêm nhiều video hay cho mọi người cùng xem nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người video sau nha. Yêu mọi người nhiều.